Chiến tranh kéo dài thì ai ai cũng phải sợ. Do đó, theo cơ quan báo chí của Đức, tờ báo có tên Deutsche Presse Agentur, được viết tắt là DPA, thưa quý vị, các thành viên của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, họ đã thực hiện một cái thỏa thuận không chính thức để mà không gửi xe tăng và các loại máy bay chiến đấu hạng nặng đến chiến trường Ukraine trong cái cuộc xâm lăng của Nga, tại vì họ đang lo ngại rằng điều này nó sẽ làm leo thang những cái sự xung đột mà không ai muốn nữa, thưa quý vị, họ ai cũng đã sợ rồi. Cái tờ báo DPA báo cáo rằng các quốc gia trong khối NATO bày tỏ có sự lo ngại rằng bất cứ những cái sự mà chuyển những cái loại vũ khí hạng nặng nào đến Ukraine sẽ bị chính phủ của Nga coi đây là một hành động leo thang chiến tranh và họ có thể đáp trả lại rất là quyết liệt. Theo lời ông Dmytro Kuleba, ngoại trưởng của Ukraine, cho biết tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos vào tuần này rằng NATO hoàn toàn đứng ngoài cái cuộc chiến này và bây giờ chúng tôi không muốn làm gì cả để mà giúp cho Ukraine. Ông nói thêm rằng khi Nga xâm lăng vào Ukraine lần đầu tiên, tất cả mọi người có một cái tâm lý công khai rằng NATO là một cái lực lượng mạnh và khối Âu Châu chỉ có cái khả năng bày tỏ các mức độ quan trọng khác nhau. Ông cũng nói thêm rằng chiến tranh luôn luôn là một cái bài kiểm tra để mà chúng ta có thể lột bỏ tất cả các mặt nạ của các quốc gia trên thế giới để mà nhận xét rõ họ là ai. Tổng thống Ukraine, ông Zelensky, cho biết trong một bài diễn văn đọc trước mặt công chúng trong tuần này rằng chúng tôi cần có một sự giúp đỡ của các quốc gia đồng minh, trên hết là võ khí cho Ukraine. Chúng tôi cần một cái sự giúp đỡ đầy đủ, không có một cái ngoại lệ nào cả, không có giới hạn, đủ để chúng tôi giành chiến thắng. Cũng giống như lúc nãy chúng tôi có nhắc đến cho quý vị, ông Zelensky là một người cũng biết lúc nào tiến, lúc nào thoái. Vào những cái lúc như vậy thì ông vẫn kêu gọi các quốc gia đồng minh khối Âu Châu và NATO phải tiếp tục giúp đỡ họ, tăng cường để mà cung cấp thêm những cái loại vũ khí hạng nặng để họ chống lại cái sự xâm lăng của Nga. Tuy nhiên, ông cũng kêu gọi đất nước phải thức tỉnh để có một cuộc nói chuyện với lại ông Putin để mà tìm ra một cái giải pháp hòa bình. Và ông Putin thì cũng rất là thông minh, thưa quý vị, ông cũng đưa ra điều kiện ngay. Ông nói rằng các quốc gia phương Tây phải gỡ bỏ tất cả các hạn chế lên chính phủ của Nga thì chúng tôi sẽ sẵn sàng tìm cách để mà ngồi xuống nói chuyện, gỡ bỏ những cái vấn nạn hiện nay đang thế giới đang gặp phải, đó là cái vấn nạn thiếu sót lương thực, thưa quý vị, rất là thông minh. Các quân chiến đấu của Ukraine thì hiện nay họ cũng rất là thông minh không kém, thưa quý vị, tại vì họ không có đầy đủ các võ khí, bây giờ họ sử dụng các loại xe đạp điện để mà cho các quân nhân Ukraine đánh trả lại lực lượng xâm lăng của Nga. Nói nghe thì cũng rất là vô lý, nhưng mà đây là một trong những cái phát minh cực kỳ thông minh của lực lượng quân đội của Ukraine. Xe đạp của Ukraine chế tạo chạy được khoảng 50 mai một giờ, rất là nhanh, chứ không phải là loại xe đạp mà đạp bằng chân mà chạy chậm như xưa, thưa quý vị. Và một cái lợi thế của nó tức là nó rất là êm, nó không gây ra tiếng động, nó di chuyển khắp mọi nơi và ai ai cũng có thể sử dụng xe đạp để mà ra tay giúp đỡ lực lượng của Ukraine chống lại cái quân xâm lăng của Nga, thưa quý vị. Thì đất nước Ukraine và người dân của Ukraine đã, từ khi mà cuộc chiến này xảy ra, đã cho cả thế giới rất nhiều những cái sự mà bất ngờ và thán phục. Thì đây là một trong những cái điều mà chúng ta phải nể phục người dân Ukraine, thưa quý vị.